Chào tất cả các anh chị trên conference call. Chúng ta vừa đúng giờ các anh chị. Bây giờ là 7 giờ tối giờ ở miền Tây Hoa Kỳ, California, 8 giờ tối giờ ở Colorado, Utah, 9 giờ tối giờ ở Texas và 10 giờ tối giờ ở miền Đông Hoa Kỳ, New York, Florida. Thì như thường lệ, ngày hôm nay là ngày đầu tuần các anh chị, ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2016. Thì như thường lệ là vào ngày này là ngày mà Quế chủ trì cái chương trình hội thoại Nu Việt các anh chị, gửi lời chào đến tất cả các anh chị, mong là tất cả các anh chị có một cuối tuần thật là vui và tốt đẹp các anh chị. Và tuần này như các anh chị ở Mỹ đều biết là chúng ta là tuần lễ tạ ơn các anh chị, ngày thứ năm này là ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn. Thì cũng nhân đây Quế chúc tất cả anh chị một cái mùa lễ tạ ơn thật là tốt đẹp và đầm ấm bên gia đình của mình. Rồi bây giờ thì trở lại cái chương trình call ngày hôm nay, gửi lời chào đến nhiều anh chị gọi vào trên conference call. Quế thấy một số anh chị đã gọi vào cũng như là những anh chị ở trên Facebook Live ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái call ngày hôm nay. Rồi trước hết như thường lệ thì chúng ta sẽ giới thiệu cái chương trình call là như thế nào. Thì nhân đây Quế cũng gửi lại cái flyer các anh chị, cái flyer mà mình có của ngày hôm nay. Thì như các anh chị thấy trên trang của Quế đó là flyer, cái đề tài ngày hôm nay nói về đề tài Quế cũng rất là tâm đắc, là nói về đề tài về người chuyên nghiệp trong bất kỳ công việc nào các anh chị, và những đặc điểm nổi bật mà chúng ta thường thấy ở một người chuyên nghiệp như thế nào trong lĩnh vực của họ. Ngày hôm nay thì như các anh chị biết, để vào nghe cái call thì tiện lợi nhất là các anh chị vào ngay cái trang Facebook của Quế, đang mở Facebook Live. Chúng ta đang mở Facebook Live đây. Trang Facebook của Quế là facebook.com/quế.nguyễn các anh chị. Và những anh chị mà thường nghe call ở Mỹ đó có thể gọi vào ở trên đường phone, số phone là 857-216-6700 và số code là 337231 các anh chị ha. Cũng rất là mong các anh chị gửi lời nhắn tin cũng như là gửi chat ra cho rất là nhiều người mà chúng ta quen biết có thể vào nghe cái call ngày hôm nay. Ok các anh chị, rồi quay trở lại ha. Rồi thì cũng nhân đây á, là Quế cũng nhân đây qua dịp này là cũng muốn gửi lời giới thiệu một chút xíu về bản thân Quế cho những cái anh chị ở khắp nơi mà Quế chưa có dịp quen biết hoặc là chưa có dịp gặp mặt các anh chị. Thì bản thân của Quế xuất thân là trong gia đình thầy giáo. Cái điều này thì Quế cũng thường ít nói với những lần kho trước. Ba và mẹ của Quế ngày xưa đều là thầy giáo và cô giáo hết các anh chị ở Việt Nam. Và khi mà đi học á, thì Quế học về bên khoa học tự nhiên, có bằng về bên kỹ sư vật lý và thạc sĩ về toán. Và sau đó thì khi ra trường thì Quế lại đưa đẩy là làm việc cho một công ty tư vấn chuyên về cái kỹ nghệ Microsoft cho nhiều tập đoàn lớn. Và Quế làm trung thành với một công ty hơn 10 năm các anh chị, và chức vụ cuối cùng giữ được là IT Senior Manager, quản lý rất là nhiều dự án cùng một lúc, những dự án rất là lớn mà công ty giao phó, cũng như là quản lý rất là nhiều cái đội ngũ kỹ sư khác nhau. Thì gần 3 năm về trước các anh chị, một cái dịp rất là tình cờ thì Quế được mẹ ruột của mình chia sẻ về cơ hội kinh doanh hiện tại. Và sau một thời gian rất là ngắn tìm hiểu thì Quế và mẹ đều thấy đây là một cơ hội kinh doanh rất là tốt và đáp ứng được nhiều cái nhu cầu mà hai mẹ con đang tìm kiếm. Cho nên Quế và mẹ quyết định là bắt tay vào công việc kinh doanh này. Và đến nay thì gần 3 năm trôi qua, rất là hài lòng và rất là vui với quyết định của mình, và kết quả rất là tốt các anh chị. Thì đó là một chút về Quế. Thì rất là trân trọng những cái kết quả mà mình đạt được, và mình nhìn thấy là học hỏi được rất là nhiều các anh chị, từ mình gọi là từ book smart cho tới street smart luôn. Là từ book smart là những cái gì mình học hỏi từ kiến thức, từ lý thuyết, cho đến khi mình thật sự mình bước chân vào cái công việc kinh doanh hiện tại thì mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, mà mình hiểu được là những cái điều đó đó mình không thể nào mình có được nếu mà mình chỉ học hành trên lý thuyết các anh chị. Bất cứ ngành nghề nào, bất cứ công việc kinh doanh nào cũng vậy, Quế nghĩ là nó phối hợp giữa cái học và cái hành. Thì đó là những một số điều mà Quế muốn chia sẻ. Thì bây giờ mình trở lại cái đề tài ngày hôm nay các anh chị ha. Đề tài ngày hôm nay là nói về chuyên nghiệp, cái tiếng Anh kêu là professional.
Thì mình thấy là ở bất kỳ một lĩnh vực nào á, nếu mà thật sự là mình muốn thật là gọi là stand out, thật là có được cái thành công thật là lớn với một cái ngành nghề hoặc là một cái công việc kinh doanh nào đó, thì từng bước chúng ta đều phải là một cái người chuyên nghiệp và thể hiện được cái đẳng cấp của mình trong cái công việc đó các anh chị. Bởi vì á, là ở cái phần chuyên nghiệp á, mình thấy được những cái tố chất của những người chuyên nghiệp như thế nào để giúp họ thành công thật là lớn trong cái công việc của họ hoặc là trong cái ngành nghề của họ. Thì ngày hôm nay Quế muốn chia sẻ với các anh chị một số cái đặc điểm mà Quế học hỏi được ở thể hiện ở một người chuyên nghiệp là như thế nào. Thì cái đề tài này cũng rất là hay các anh chị. Mình nghe rất là nhiều người, đương nhiên trong chúng ta thì mỗi khi chúng ta làm bất kỳ một công việc gì, mỗi một chúng ta đều muốn mình làm thật là tốt cái công việc đó, phải không các anh chị? Để mà cái thời gian và cái công sức của mình bỏ ra nó thật là xứng đáng. Ai nấy cũng đều muốn là mình đạt được cái kết quả thật tốt hết, đúng không các anh chị? Và ai nấy cũng đều muốn học hỏi, đều muốn gọi là học hỏi trau dồi bản thân của mình để mà mình có được cái sự chuyên nghiệp trong cái công việc của mình làm. Vậy thì là mình đều hiểu được cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái người chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì là cũng nhân cái call này, Quế muốn chia sẻ với các anh chị một số cái đặc điểm mà Quế thấy được, mà mình học hỏi được các anh chị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về 10 cái đặc điểm nổi bật mà tiếng Anh gọi là hot traits, là những cái đặc điểm mà gọi là chính của một cái người chuyên nghiệp là như thế nào. Thì chúng ta bắt đầu ha các anh chị ha. Thì sau khi mình đi qua 10 cái đặc điểm này, còn lại một ít thời giờ đó, thì Quế rất là khuyến khích các anh chị có thể là cùng chúng ta cùng thảo luận, chúng ta có thể đặt câu hỏi hoặc là thảo luận trên cái đề tài ngày hôm nay. Thì mình bắt đầu vào cái đặc điểm thứ nhất nha các anh chị. Đặc điểm thứ nhất á, là những người chuyên nghiệp á, là những người mà mình có cái sự tử tế các anh chị, mình kêu là kind và compassionate. Thì những cái người chuyên nghiệp á, là mình thấy á, là những cái người á, là thường là tự bản thân của mình thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của mình. Cái này là mình không thể nào mình nói là nhờ cái yếu tố may mắn hay là nhờ mình quen biết hoặc là xuất thân từ trong gia đình như thế nào. Sự chuyên nghiệp là nó thể hiện từ cái bản thân của mình. Và phần lớn những cái người chuyên nghiệp là những cái người mà mình thấy được á, là họ hiểu được, họ trải qua được cái cả một cái chặng đường để đạt được cái thành công hoặc là đạt được cái sự hiểu biết. Thành ra là mình đều thấy phần lớn những cái người chuyên nghiệp á, là những cái người người ta rất là kind và người ta có được một cái sự hiểu biết tổng quát các anh chị, và người ta biết cái trân trọng cái giá trị và cái thành quả của họ bỏ vào. Và đó là cái đặc điểm thứ nhất. Hello chị Chiêu Hy Phụng ha. Cái đặc điểm thứ nhì các anh chị, đặc điểm thứ nhì á, là người chuyên nghiệp á, là người mà mình gọi là người rất là chăm chỉ và rất có tính kỷ luật. Tiếng Anh mình kêu là hard working và self discipline. Mình thấy á, là bất kỳ một cái ngành nghề nào á, ở Mỹ nó có một cái ví dụ rất là hay các anh chị, là để mà mình thật sự mình am tường và mình thật sự mình có được cái sự hiểu biết và mình làm việc một cách thông thạo trong cái ngành nghề của mình hoặc là trong cái công việc kinh doanh của mình á, ở Mỹ người ta thường có cái ví dụ á, là 10,000 hours example. Có nghĩa là họ tin rằng á, là bất kỳ một cái công việc gì á, là mình phải trải qua ít nhất là 10.000 giờ để làm cái công việc đó để mới gọi là cái sự thuần thục và sự chuyên nghiệp của mình các anh chị. Và thường á, là 10.000 giờ như vậy. Quý nhớ ngày xưa đó là khi mà làm cái công việc IT Senior Manager đó, thì khi mà mình đăng ký để mà đi thi cái gọi là Program Manager Certification á, thì trong đó người ta cũng không có, người ta cái gọi là cái đầu tiên á, là người ta hỏi mình là đã coi như là làm cái công việc này á, là bao lâu, cái thời gian là như thế nào trước khi người ta hỏi về coi như là cái giáo dục của mình, cái bằng cấp của mình các anh chị. Thành ra là thể hiện được á, là mình phải có cái sự kiên trì và sự nhẫn nại sau một khoảng thời gian trau dồi và sau một khoảng thời gian mình làm việc với cái công việc đó, thì mình mới có gọi là mình có thể có cái sự hiểu biết ở trong đó các anh chị. Thành ra những cái người chuyên nghiệp là người ta phải trải qua một cái quá trình trau dồi và
và rèn luyện các anh chị. Thành ra là ở họ là thể hiện được cái hard working và cái self discipline. Tại vì những cái người mà không có được cái sự nhẫn nại, sự kiên trì đó đó thì là thường là không có last after 10,000 hours. Thành ra là đó là cái đặc điểm thứ nhì của một người chuyên nghiệp đó, là cái sự chăm chỉ và cái tính kỷ luật của họ. Có một cái ý chí rất là mạnh mẽ, liên tục và kiên trì để đạt được cái sự hiểu biết và cái sự thành thạo trong cái công việc mình làm. Và đó chính là cái nền tảng cho cái giúp họ đưa đến thành công các anh chị. Phần lớn những cái người mà thành công các anh chị nhìn thấy ở đủ mọi ngành nghề hoặc là những cái phương diện khác nhau trên xã hội là phần lớn là họ đều trải qua một cái quá trình trau dồi một cái thời gian như vậy thì mới đạt được cái kết quả mà họ có như ngày hôm nay. Và cái đặc điểm thứ ba, bây giờ mình nói về cái đặc điểm thứ ba hai các anh chị ha. Đặc điểm thứ ba đó là những người chuyên nghiệp là những người luôn luôn deliver, có nghĩa là người ta thể hiện được qua cái kết quả của họ các anh chị. Không phải chỉ là nói suông không, nhưng mà thể hiện được qua cái result, thể hiện được qua cái kết quả, cái khả năng mà họ produce được cái công việc, là mình nói là always deliver, là những người là luôn có cái deliver đó. Mình nhìn thấy là những cái người mà chuyên nghiệp á, họ sẽ rất là tự tin khi mà họ nói về kiểu như họ nói về cái công việc của họ, và họ rất là tự hào và rất là tự tin để nói về thành quả của họ, bởi vì họ deliver các anh chị. Họ khẳng định được á, là họ làm được cái công việc đó qua cái result của họ, chứ không phải qua cái việc họ chỉ là cái người diễn giả, những cái người diễn thuyết nói trên lý thuyết không các anh chị, mà ở thực tế là họ có được cái kết quả rồi. Và không phải cái kết quả đó đó không có nghĩa đó là họ không có những cái vấp ngã ở giữa chừng các anh chị. Những cái kết quả đó không phải là lúc nào cũng suôn sẻ hết, nhưng mà có những cái chặng đường lên xuống như thế nào đó. Cuối cùng cái quan trọng là cái điểm cuối các anh chị, cái điểm cuối là họ tạo ra được cái kết quả, và cái câu chuyện á, là đến từ cái thành quả của họ các anh chị, chứ không phải câu chuyện tới từ những cái khó khăn, những cái vấp ngã ở ở chặng giữa. Cái đó nó không có theo dệt nên câu chuyện của những người chuyên nghiệp. Câu chuyện bắt nguồn từ cái kết quả mà họ đạt được, những cái delivery mà họ đã đạt được. Và tại sao họ có được cái tố chất đó các anh chị? Bởi vì họ hiểu được á, là cái tầm quan trọng của cái sự cam kết, cái commitment. Và như vậy để chứng minh được cái mà hay nhất, để chứng minh được cái commitment của mình là cái kết quả mà mình tạo ra. Rồi, cái đặc điểm thứ tư là lúc nãy Quế cũng vừa mới nhắc qua các anh chị. Cái đặc điểm của thứ tư á, là những người chuyên nghiệp á, là những người họ có phạm sai lầm các anh chị. Không phải lúc nào cũng là perfect. Và chính những cái sai lầm đó giúp cho họ hoàn thiện hơn và giúp cho họ học hỏi được kinh nghiệm để rút ra được và làm tốt hơn vào những lần sau các anh chị. Thành ra là nhưng mà không có nghĩa là những cái sai lầm đó là làm cho họ viện cớ đổ lỗi cho người này người kia. Nhưng mà từ những cái mistake, từ những sai lầm của họ, họ là người có cái trách nhiệm với cái sai lầm của mình. Họ học hỏi từ cái sai lầm đó và họ cam kết là không phạm lại những cái sai lầm tương tự các anh chị. Cái quan trọng là khi mà mình gặp mình có những cái mistakes đó, thì mình ngồi xuống mình xem coi là nguồn gốc tới từ đâu và ở cái điểm nào mình mắc phải, và làm sao để mình khắc phục và mình không có phạm những cái sai lầm tương tự vào cái lần sau. Cái quan trọng là mình học hỏi được những gì từ cái sai lầm đó và tiếp tục bước tới, tiếp tục tìm ra cái hướng giải quyết để mà mình không có lặp lại cái lần sau. Thành ra là cái sự thỏa hiệp các anh chị nó không có nằm trong cái từ điển của cái những người chuyên nghiệp, là không có thỏa hiệp về cái lỗi lầm của mình, không có hang on trên cái lỗi lầm của mình, nhưng mà mình biết khắc phục và mình học hỏi như thế nào và mình biết sửa đổi để mà sau này mình có thể làm được tốt hơn và hoàn thiện hơn. Rồi. Và cái đặc điểm thứ tư các anh chị, cái đặc điểm thứ tư của những người chuyên nghiệp á, là họ có cái trust, họ tạo ra được cái niềm tin cho những người chung quanh. Và nói chung là ở những người chuyên nghiệp mình thấy được cái gọi là mình có một cái gì đó, cái sự tin cậy các anh chị. Khi mà họ đã nói, họ họ tạo được cái uy tín, họ tạo được cái sự tin cậy với những người hợp tác chung với họ, với những người chung quanh,
là vì là khi mà mình hợp tác, mình chỉ cần một vài lần mình làm việc với người đó là mình biết được là cái người đó mình có an tâm, cái người đó mình có niềm tin để mà mình tiếp tục hợp tác hay không các anh chị. Và cái sự chuyên nghiệp thể hiện ở cái việc là mình tạo được cái uy tín, mình tạo được cái niềm tin cho những người xung quanh. Hello chị Sally, từ cái gọi là từ cái phong thái mình làm việc, từ cái sự cam kết, từ cái sự chăm chỉ của mình và từ cái gọi là cái khiêm tốn của mình các anh chị, họ có tạo được cái niềm tin đó trong cái công việc của mình cũng như là trong cái mối quan hệ xã hội. Và họ không có lạm dụng cái niềm tin đó để mà làm những cái việc lợi dụng người khác các anh chị, họ không có lạm dụng cái niềm tin và cái sự uy tín của họ để mà làm những cái việc không có được tốt và làm kiểu như làm hại tới người khác. Thành ra họ rất là quý trọng cái uy tín của mình, cái uy tín đó là mình phải earn về các anh chị, chứ không phải là mình đòi hỏi người khác phải có cái niềm tin với mình, và mình không thể đòi hỏi người khác phải tin tưởng mình, phải coi như là tin tưởng và phải nể mình các anh chị. Cái đó nó đến từ cái việc là người khác, mình earn được cái việc đó qua cái phong cách mình làm việc và qua cái kết quả mà mình tạo dựng được. Và họ không có cái sự trốn tránh hoặc là đổ lỗi cho người khác, và đó chính là cái uy tín mà họ đạt được, cái sự trung thực và cái sự đạo đức các anh chị. Và chính vì như vậy đó là họ play fair và họ play by the principle, là họ làm việc một cách rất là công bằng các anh chị, mình kêu cái chữ gọi là công tư phân minh á, và họ có được những cái nguyên tắc để mà khi mà mình làm việc với nhau. Tại vì có những lúc á, các anh chị có thể mình biết á, là con người thì chúng ta có những cái cá tính khác nhau, và đó chính là cái điều lý thú của cuộc sống. Mình nói về con người với nhau, con người với nhau không có hẳn là mình phải là đòi hỏi người ta phải có những cái cá tính giống như mình, nhưng mà trên cái phương diện làm việc, trên cái phương diện hợp tác kinh doanh với nhau á, thì tất cả là mình nói về cái gọi là cái professional, mình nói về cái sự chuyên nghiệp của mình là thể hiện ở cái việc công tư phân minh. Ở việc công á, thì là mình làm nó rất là công bình và mình làm theo cái những cái nguyên tắc như vậy. Có thể là ở ngoài đời mình có thể không phải là hợp tính để mà làm bạn với nhau, gọi là bạn trên cái cuộc sống, nhưng mà mình đối xử với nhau rất là lịch sự trong cái công việc của mình và trong cái công việc kinh doanh, thì đó là thể hiện ở cái sự chuyên nghiệp của mình các anh chị. Không có tạo cái niềm tin ở cái việc là không có nói xấu người này người kia sau lưng, và mình tạo được cái sự uy tín đó. Rồi, thì đó là mình nói về một nửa đoạn đường của năm cái yếu tố ha. Bây giờ thì mình chuyển qua cái đặc trưng thứ sáu các anh chị. Đặc trưng thứ sáu á, là cũng như nãy Quế vừa mới nói đến á, là người chuyên nghiệp không có gọi là lợi dụng người này người kia để mà leo lên các anh chị. Tiếng tiếng Anh nó kêu là không có step on the others để mà climb up. Cái journey của bản thân của mình là ở phần của mình không có gọi là mình kêu là đạt người này đạt người kia để mà mình đi lên. Mà mình thường thấy ở cái này, ở cái công việc kinh doanh thường ở ngoài hoặc là những cái công việc làm ở hãng á, mình kêu á, hello chị darling, mình gọi là nó rất là fierce, là nó rất là competitive, nó rất là aggressive. Thật sự là lúc nào nó cũng làm cho mình có một cái cảm giác là mình phải phòng hờ, mình phải đề phòng những người xung quanh. Nhưng mà ở cái công việc kinh doanh ở Nu Skin á, thì Quế thấy một cái điều mà ở đây nó cũng có thể là một cái điều rất là tốt á, là nhờ cái chính sách trả thưởng của công ty nó rất là công bằng các anh chị. Và thật sự mình thấy rất là rõ là mình trả cái giá mình ra như thế nào, mình give out như thế nào, mình sẽ return lại được như vậy. Thành ra nó giống như là nó sẽ tạo cho mình là không có cái phần nhiều của coi như là chà đạp ở người khác mình lên, tại vì thật sự nó rất là khó để mà mình có thể survive, và những cái đó nó không có tồn tại long term được các anh chị. Thành ra là mình tôn trọng cái công việc của người khác, và mình hiểu được là cái công sức của mọi người là đổ mồ hôi sôi nước mắt ra như thế nào để mà họ làm. Thành ra là mình không có làm những cái công việc phá hoại như vậy, bởi vì nó cũng chẳng có giúp ích gì được cho chúng ta, mà chỉ mang tai tiếng mà thôi. Tại vì những cái gì mà trước sau gì thì mọi việc cũng ra ánh sáng mà thôi. Thành ra những cái người chuyên nghiệp là họ rất là tự tin, bởi vì họ biết họ là người có, họ tự tin và họ
họ biết là cái khả năng của mình làm được thì mình sẽ thành công được, thành ra không có cần thiết là phải đi đường tắt hay là không có cần thiết là phải luồn lách như thế này thế kia, nó không có đáng để mà mình phải làm những cái chuyện như vậy. Rồi cái đặc trưng thứ bảy các anh chị, đặc trưng thứ bảy á là những người chuyên nghiệp mình thấy ở đây á, làm những cái người mà làm việc teamwork rất là chặt chẽ, team players các anh chị, bởi vì họ hiểu được cái thuật ngữ của mình đó. Mình nói ví dụ như một chiếc đũa đó thì bẻ rất là dễ các anh chị, Quế Quế rất là thích cái câu chuyện này. Một chiếc đũa thì bẻ rất là dễ, nhưng mà khi mà mình có một bó đũa đó với nhau gộp lại á thì là rất là khó để mà một người nào khác có thể là bẻ hết một lúc như vậy những cái chiếc đũa trong cái bó đũa đó. Thành ra cái tầm quan trọng của cái teamwork rất là quan trọng, và người chuyên nghiệp hiểu được cái điều đó và hiểu được sức mạnh của tập thể, sức mạnh của sự đoàn kết là như thế nào. Bởi vì một mình á, mình có giỏi cách mấy cũng không thể nào bằng coi như là 10 người hợp lại, 100 người hợp lại mà mỗi một người tận dụng được cái điểm mạnh của mình thì nó vẫn vượt trội hơn một cái cá nhân, một cái cá thể nào đó. Thành ra là người chuyên nghiệp hiểu được cái giá trị của teamwork và là một cái người team player rất là tốt các anh chị. Và ở cái phần đó là không phải chỉ nói vấn đề là team players với nhau á, là họ hỗ trợ cho đồng đội và có qua có lại các anh chị, là mình mọi việc là coi như mình nói lúc nãy của một cái phần là công tư phân minh, tất cả là vì cái lợi ích chung của một tập thể, và mình bỏ ra mình chấp nhận cái sự khác biệt của nhau để mà mình có thể mình làm việc chung và mình nhắm tới một cái mục đích chung để mà tất cả mọi người đều đạt được cái thành công của tập thể cũng như là thành công của cá nhân các anh chị. Rồi bây giờ mình đổi qua cái số 8 các anh chị ha. Số 8 á, là ở đây thì mới có là người chuyên nghiệp á, là người rất là tự tin và khiêm tốn. Tại vì á, là họ mình thấy á, càng những cái người ha, thường á, Quế nói á, là Quế thấy giống như là những cái người mà thật là giỏi và thật là có nhiều cái kết quả, mình thấy ở ngoài đời của họ là một cái người rất là humble các anh chị, rất là khiêm tốn, không có kiểu như là ba hoa nói nhiều hoặc là kể nhiều về cái thành tích của mình, thành quả của mình, bởi vì cái đó thì cái kết quả đó thì ai cũng biết hết. Thành ra là ở họ có cái sự tự tin và sự khiêm tốn rất là cao. Họ tự tin các anh chị, tự tin ở đây nó toát ra ở thể hiện ở cái việc là tự tin nó khác với tự cao các anh chị. Tự tin là họ tự tin vào cái công việc của mình làm, họ tự tin là họ đạt được cái thành công, và họ tự tin họ có thể hòa nhập được với tất cả ở mọi môi trường và ở cái mình toát ra được cái attraction đó các anh chị. Thành ra đó là mình thấy được là ở cái người chuyên nghiệp cái cốt cách, cái phong thái của họ nó thể hiện ra, bởi vì họ thật sự có được cái mình kêu là cái bản lĩnh đó các anh chị. Họ thật sự có được cái bản lĩnh đó, thành ra không có cái sự nhút nhát, không có cái sự hoặc là quá nhút nhát hoặc là quá 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 coi như là bối rối, cũng như là không có cái sự tự cao hoặc là kiêu hãnh một cách quá đáng các anh chị. Nhưng mà họ rất là hiểu được cái giá trị của mình, họ hiểu được cái giá trị của mình nó khác với cái việc mà họ ba hoa các anh chị. Thành ra ở cái người chuyên nghiệp á là thấy được toát ra được một cái thu hút từ cái sự tự tin và cái sự khiêm tốn của họ. Rồi nhưng mà cái tự tin đó không có nghĩa là họ lúc nào họ cũng kiểu như là có một cái cảm giác hài lòng về cái kết quả của mình. Người chuyên nghiệp lúc nào cũng coi như là không bao giờ, khi mà mình cảm thấy mà mình thỏa mãn, mình cảm thấy mình hài lòng với cái thành công của mình á, thì sẽ rất là khó để mà giúp cho chúng ta đến ở cái một cái tầng cao hơn nữa các anh chị. Mình hài lòng với cái kết quả đó, nhưng mà mình luôn lúc nào mình cũng nhắm ở một cái nước tới, lúc nào mình cũng cảm thấy là mình cái better version của mình phải là một cái mục tiêu kế tiếp các anh chị. Đó, thành ra là cái đó là mình thấy là một cái sự khác biệt á, là mình có cái sự tự tin nhưng mà
từ cái tự tin đó để tự tin ở cái kết quả mình đang đạt được để mà mình bắt đầu mình vươn tới một cái tầm cao hơn, lúc nào mình cũng vươn tới, tại vì mình luôn có những người khác giỏi hơn mình luôn có những người khác tạo được những cái kết quả để mà mình vươn tới các anh chị, thành ra mình thể hiện ở được cái điều đó. Rồi lúc nào cũng là em tới một cái mục đích cao hơn để mà mình gọi là mình có cái hoàn thiện bản thân của mình. Có một cái câu nói là mình luôn được muốn mình là cái người, cái hình ảnh của mình nên là của 5 năm sau, 10 năm sau để mà mình được tốt hơn các anh chị. Rồi, ý kế tiếp các anh chị, kế tiếp á, là nói về những người chuyên nghiệp là những người mà có cái sự trao đi và cái sự cho đi, cống hiến lại cho xã hội, là họ lúc nào cũng rất là ân cần và cởi mở trong cái việc là tư vấn lại cho người khác, giúp đỡ những cái người mới vào ở cái công việc kinh doanh, hoặc là những cái người mới vào trong cái chỗ làm, để mà có thể là truyền đạt lại những cái kinh nghiệm và giúp nâng đỡ những cái người mới để mà họ có được cái support, họ có được cái sự hỗ trợ để mà họ cũng có thể làm được thành công, và đặc biệt là những cái người cũng có cái khát vọng, những cái người cũng có những cái ước mơ và có cái quyết tâm để mà học hỏi, để mà thành công, thì người chuyên nghiệp lúc nào cũng nhiệt tình để mà đưa ra cái ý kiến đóng góp, giúp đỡ những cái người đó để mà giúp cho họ được phát triển và giúp cho họ được thành công. Thành ra là những người chuyên nghiệp là những người luôn có cái sự cởi mở để mà giúp đỡ, trở thành những cái người tư vấn hoặc những cái người mentor và cho cái thế hệ sau các anh chị. Rồi, và cái đặc điểm cuối cùng trong cái hot traits mình nói ở đây là cái hot traits là những cái đặc điểm chính mà mình thấy ha, ở cái hot traits, những người chuyên nghiệp ở đây là những cái người toát ra cái sự hạnh phúc, cái sự năng nổ và nhiệt tình và cái sự lạc quan các anh chị, mình thấy rất là rõ. Là đương nhiên bất kỳ công việc nào, bất kỳ một cái công việc kinh doanh hay là công việc làm á, thì con đường đi không phải lúc nào cũng là trải thảm đỏ hoặc là hoa hồng phân các anh chị. Nó sẽ có những cái lúc lên xuống, nó sẽ có những lúc mình gặp khó khăn, và mình nhìn ở cái khó khăn đó không phải là cái lý do để mà mình viện cớ mình không phát triển được nữa, mình viện cớ để mình bỏ cuộc, nhưng mà mình thấy được ở những cái challenge đó, ở những cái difficulty đó là những cái cơ hội các anh chị, những cái cơ hội để mà mình phát triển, để mà khi mà mình khắc phục là mình sẽ ở một cái tầng cao hơn và mình sẽ học hỏi, mình có được cái kinh nghiệm nhiều hơn và mình sẽ đạt được cái nấc thành công cao hơn. Thành ra ở những người chuyên nghiệp và lúc nào mình cũng thấy họ toát ra một cái vẻ lạc quan, một cái sự tích cực rất là lớn các anh chị. Bởi vì là và cái đó là nó tạo ra một cái không khí rất là, còn mình kêu là cái healthy environment, và một cái không khí mà những người khác đều muốn ở trong đó, bởi vì không có ai muốn, đương nhiên không có ai muốn ở trong một cái môi trường mà tối ngày chỉ là than vãn, ôm nhau khóc lóc kể lể, tại vì những cái đó là rất là bi quan các anh chị, và nó kéo chúng ta xuống, nó pull chúng ta xuống. Và thay vì như vậy, mình tìm ở cái môi trường mà có cái sự cởi mở, có cái sự tích cực và sự lạc quan, để mà mình cùng tìm ra hướng giải đáp, để mà mình có thể giải quyết vấn đề, mình có thể vươn tới, có thể tiếp tục đi về phía trước, và lúc nào cũng có cái sự phấn đấu, tạo ra cái hy vọng cho những người khác, không phải ở cái việc chỉ là tích cực lạc quan để tạo ra một cái hy vọng ảo các anh chị, nhưng mà cái tích cực lạc quan đó nó đi đôi với cái thể hiện, cái hành động đi đôi với cái việc đó, là mình khắc phục như thế nào bằng hành động của mình, chứ không phải bằng lời nói hứa hẹn hão huyền không các anh chị. Bởi vì cái đó đó có thể là xoa dịu cái sự lo lắng ưu tư 1-2 ngày, nhưng mà sau đó nó lại trỗi dậy, tại vì nó chỉ là những cái lời nói ảo, không có cái giá trị nếu như nó không đi kèm với cái action các anh chị. Thành ra ở những người chuyên nghiệp là họ có họ họ đưa cho một cái tia lửa nóng bỏng về cái hy vọng, và cái hy vọng đó thể hiện qua sự tích cực, nhiệt tình và lạc quan trong cái việc là mình tìm hướng giải quyết cho vấn đề để mà mình bước tới các anh chị. Thành ra là mình thấy là ở như vậy. Ok, rồi thì bây giờ đó là để mà ngưng lại một chút ở đây á, ở mình là 30 phút trôi qua rồi, thì Quế cũng muốn tóm gọn lại 10 cái ưu điểm, 10 cái đặc điểm mà mình nói là hot traits của những người chuyên nghiệp là như thế nào ha.
Thì lúc nãy là mình nói là thứ nhất á, là những cái người chuyên nghiệp là những cái người rất là tử tế, là cái đặc trưng thứ nhất. Cái thứ nhì á, các anh chị là những người chuyên nghiệp là những người có cái gọi là cái sự chăm chỉ và có tính kỷ luật ha, cái đó là cái đặc điểm thứ nhì. Rồi cái đặc điểm thứ ba đó là những người chuyên nghiệp á, là những người mà luôn luôn tạo ra cái kết quả deliver các anh chị ha, thì cái đó là cái đặc điểm thứ ba. Rồi cái đặc điểm thứ tư á, là những người chuyên nghiệp là những người sẽ phạm sai lầm, họ là không phải là thánh nhân các anh chị, mình không phải là thánh nhân, mình là người bình thường, mình làm và có làm thì sẽ phạm sai lầm, nhưng mà họ own cái responsibility, họ chịu trách nhiệm cái sai lầm đó để mà họ thay đổi và họ trau dồi lại để mà họ có thể tốt hơn và tránh phạm những cái sai lầm tương tự vào những cái lần sau. Và cái đặc điểm thứ năm á, mình nói ở đây á, là những người chuyên nghiệp là những người mà có tạo được cái uy tín và cái niềm tin cho những người chung quanh các anh chị. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo á là những người chuyên nghiệp là không có những người chuyên nghiệp á, là không có cái gọi là cái chà đạp người khác để mà leo lên trên cái bước đường mà mình thành công, bởi vì mình rất là tự tin ở cái khả năng của mình không cần phải đi đường tắt hay là luồn lách như thế này thế kia các anh chị. Rồi cái đó là bước cái thứ sáu. Cái thứ bảy á, là những người chuyên nghiệp á, là những người mà có cái tính gọi là làm việc đồng đội, có cái gọi là cái team player, là những người đồng nghiệp, những người đồng đội rất là tốt, bởi vì hiểu được cái tầm quan trọng của teamwork là như thế nào và hiểu được cái tầm quan trọng của sự đoàn kết. Một người á, sẽ không bằng được sức mạnh của tập thể các anh chị. Cái đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám á, là những người chuyên nghiệp là những người mà có cái gọi là cái sự khiêm tốn và cái sự tự tin và toát ra để mà thu hút được những cái người chung quanh ở cái phong thái của họ là như vậy, chứ không phải là ở cái việc là khép nép cúm núm hay là tự cao. Nó không có ở hai cái extreme đó mà nó ở ở cái phần gọi là tự tin, phong thái khiêm tốn của họ. Cái thứ chín á, những người chuyên nghiệp là những người mà có cái sự cho đi, có cái gọi là giúp đỡ lại cho cái thế hệ sau các anh chị. Thế hệ sau không hẳn là cái người nhỏ tuổi hơn mình, mà là những người mới bước vào cái coi như là cái chặng đường mà mình đã đi qua, và sẵn sàng giúp đỡ những người đó, sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là những người cũng có cái khát vọng mãnh liệt, những người có cái quyết tâm để mà giúp họ có thể đi qua được cái con đường giống như mình và đạt được thành công như là họ mong muốn. Và cái điểm thứ 10 mình thấy ở đây á, những người chuyên nghiệp là những người có cái sự lạc quan, có cái sự tích cực và lúc nào cũng muốn coi như là mình tạo được cái không khí tích cực lạc quan đó để mà chúng ta có một cái healthy environment, chúng ta làm việc chung với nhau. Và nếu mà có những cái vấn đề gì thì mình cùng coi như là tìm ra hướng giải quyết, chứ không có chụm ba chụm bảy lại để mà than thở với nhau. Ok, thì đó là 10 cái mà mình nói về cái hot trade các anh chị ha. Rồi rồi ở đây là mình nói về những tiếp theo các anh chị. Tiếp theo ở đây á là 10 cái đặc điểm kế tiếp các anh chị. Tôi thấy cũng rất là hay. Rồi thứ nhất á, là cái đặc điểm thứ nhất á, là lúc nãy là mình nói về gọi là 10 cái ở cái tính cách của người chuyên nghiệp là cái soft trait chứ quên, sorry. Và bây giờ là mình nói về là ở 10 cái đặc điểm là cái điểm coi như là để mà mình nhận ra được á, cái value, cái qualities của cái người chuyên nghiệp là như thế nào. Lúc nãy mình nói về cái tính cách ha. Cái thứ nhất á, thì như mình biết á, rất là dễ để mình thấy được á, những người chuyên nghiệp là những người mà mình có cái hiểu biết. Thì đương nhiên rồi, tại vì mình phải có được cái hiểu biết thì mình mới gọi như là mới coi như gọi mình là người chuyên nghiệp được, có cái knowledgeable và mình hiểu biết về một cái coi như là một cái trong cái lĩnh vực của mình phải có cái sự hiểu biết. Mình không thể kêu mình là chuyên nghiệp nếu mà mình không có được cái knowledge ở trong cái lĩnh vực của mình, đúng không các anh chị? Rồi ví dụ như là làm trong cái công việc kinh doanh, Nu Skin là một cái ví dụ điển hình, thì ít nhất mình cũng phải có được cái hiểu biết về công ty là như thế nào.
mình phải có được cái hiểu biết sơ khởi về cái coi như là về cái chính sách trả thưởng của công ty, về sản phẩm, những cái hiểu biết căn bản phải không các anh chị? Và mình có những cái hiểu biết về cái industry của công ty, về cái khoa học của công ty, cũng như là về bên cái network marketing là như thế nào, mình có những cái hiểu biết căn bản như vậy để mà mình có được cái coi như mình làm được cái công việc của mình nó được tốt. Rồi, cái thứ thứ nhất là knowledge, thứ hai là experience. Hiểu biết xong là mình chuyển qua cái thứ nhì là cái kinh nghiệm các anh chị. Như Quế có chia sẻ với các anh chị lúc nãy đó, cái sự kinh nghiệm của mình á, kinh nghiệm của mình thể hiện qua cái là mình phải bản thân của mình phải lao vào cái công việc đó, phải làm các anh chị, mình nói là cái 10.000 giờ đó. Không có cách gì, tất cả mọi thứ đều có, những cái material chúng ta đều có hết, nhưng mà bản thân mình á mà không có lao vô mình làm thì mình sẽ không thể nào tích lũy được kinh nghiệm, bởi vì kinh nghiệm đó là phải từ cái việc là mình nhào vô mình làm, mình lao vào mình làm thì mình sẽ có được, mình sẽ nghiệm ra được những cái bài học như thế nào, và cái điều đó không ai có thể cho mình được hết các anh chị. Thành ra là cái experience nó tới từ cái thời gian mình bỏ ra mình làm ở cái công việc đó. Rồi, cái tiếp theo á, là cái đặc tính mà nhìn thấy được á, là những cái người chuyên nghiệp là những người mình kêu là cái chữ smart trong mặt kép, là những cái người thông minh, những cái người có cái sức nhạy bén. Nó không phải thông minh ở đây là ý mình nói là phải giỏi hay gì, mà có được một cái nhạy bén trong cái công việc của mình. Ví dụ như là mình thấy những cái đặc trưng, ví dụ như họ là những cái người rất là tập trung, họ là những cái người mà focus, và rất là focus, results oriented, là tập trung về kết quả các anh chị, giống như Quế nói hồi nãy, nó thể hiện qua cái kết quả mình đạt được. Và những cái người đó là những người mà có cái gì đó nó có thực tế các anh chị, bởi vì là cái practical của mình là mình phải có cái sự thực tế của mình ở trong đó. Và tiếp theo là mình nhạy, mình bắt được cái tầm quan trọng của cái thời điểm và cái nhận thức của mình trong cái công việc mình làm, mình có cái sự nhạy bén ở trong đó, và đó có thể một phần là trời cho như vậy, nhưng mà một phần là dựa vào cái kinh nghiệm của mình trong những năm mình lăn lộn trong cái công việc mình làm, mình sẽ rút ra được, và cái sự nhạy bén đó nó sẽ tới từ từ kết hợp từ cái gọi là cái bản năng trời cho mình, từ cái sự hiểu biết học hỏi của mình và từ cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho mình có được cái đặc trưng đó các anh chị. Rồi, tiếp theo một cái đặc điểm nữa rất là hay á, là những người chuyên nghiệp á, là những người là mình sẽ thấy là họ là naturally là có cái gọi là các cái hướng là những người leader, sẽ trở thành những cái người mà coi như những cái nhà lãnh đạo, những cái người mà take charge, tại vì cái đó là cái giống như nó một cái byproduct ở những người chuyên nghiệp các anh chị. Họ take charge, họ là những cái người coi như là lúc nào cũng là người đầu tàu và người những cái người đi trước đó, các anh chị. Tại vì là thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của mình là những cái người lao ra và đứng ở hàng đầu và đi, ha các anh chị ha, và đi trước là như vậy. Professionals are leaders. Thì mình thấy cái đó là như vậy. Họ lúc nào cũng là cái người xung phong đi đầu để mà coi như là ở ở cái những cái chặng đầu là như vậy. Rồi, tiếp theo các anh chị, một cái nữa đó là những người chuyên nghiệp là những người có cái tầm nhìn xa. Mình thấy là cái vision các anh chị, gọi là visionaries, là những người có cái tầm nhìn xa. Thì là ở bất cứ một cái gì mình làm á, là mình thấy cái tầm nhìn nó rất là quan trọng, bởi vì mình có một số cái conference call mình cũng nói đó, cái thứ nhất là cái nhận thức của mình, nhận thức của mình sẽ dẫn tới cái việc là mình nhìn ở cái sự việc như thế nào, xa hay là gần, và từ cái vision đó các anh chị, nó sẽ dẫn tới cái gọi là cái hành động của mình. Cái hành động của mình thì sẽ tạo ra cái kết quả. Thành ra là mình chỉ nhìn được tới đó thì mình sẽ làm được tới đó mà thôi, và làm được tới đó thì cái kết quả nó sẽ tương xứng như vậy. Thường á, càng khi mà mình càng có nhiều kinh nghiệm á, mình càng lăn lộn nhiều trong cái công việc của mình á, thì nó sẽ giúp mở ra cho mình được cái tầm nhìn đó. Cũng như là khi mà mình học hỏi, mình ở bên cạnh mình á, là những người
chuyên nghiệp rồi, những người lãnh đạo tốt á, thì cũng giúp cho mình mở được cái đầu óc của mình ra, giúp cho mình mở được cái vision của mình. Thành ra là nó thể hiện là giống như là mình chung quanh của mình, nếu mà cái môi trường của mình như vậy, nó cũng sẽ giúp cho mình mở được cái tầm nhìn là như vậy. Ok. Rồi á là và họ có cái gọi là cái tầm nhìn đó giúp cho những cho họ có được cái chí hướng và có được cái gọi là cái motivation rất là cao để mà lúc nào cũng gọi là muốn là cái gọi là xuất sắc nhất trong cái công việc của mình làm, các anh chị không có muốn settle là trung bình, làm tàn tàn từ từ là người trung bình, nhưng mà lúc nào cũng là coi như là muốn là một cái ngôi sao tỏa sáng, muốn là một cái người xuất sắc, thì đó là ở thể hiện ở cái tầm nhìn của mình. Rồi tiếp theo ha các anh chị ha, cái số 6 ở những cái tố chất á, là mình nói về những người chuyên nghiệp là những người luôn luôn học hỏi các anh chị, những người học trò luôn luôn học hỏi và hiểu được là ở đây mỗi ngày là mình đều học được một cái mới và không có lúc nào là mình dừng lại và mình nghĩ là mình đã hiểu biết hết, mình là number one, mình biết hết mọi thứ các anh chị. Và chính cái lúc mà mình tự mãn như vậy là coi như là chính cái lúc là mình bắt đầu là mình kéo mình xuống và mình coi như mình đi chậm lại các anh chị. Thành ra những người chuyên nghiệp hiểu được cái sự quan trọng của cái việc kiên trì, liên tục học hỏi, liên tục cầu tiến và liên tục coi như là học hỏi những cái người thành công hơn mình, học hỏi những cái điều chung quanh cũng như là sự thay đổi của xã hội, sự thay đổi của coi như là những cái thời điểm như thế nào, thành ra mình học hỏi và mình không có settle, mình không có dừng lại là coi như là đã hài lòng với bản thân của mình ha. Rồi tiếp theo á là tiếp theo là mình nói về những người chuyên nghiệp là những người người ta respond and resolve, có nghĩa là người ta có cái sự coi như là lúc nào cũng trả lời một cách coi như là cái câu hỏi hay cái gì đặt ra là được hay không được, thích hay không thích, họ có cái sự trả lời với mình và họ có cái gọi là cái gọi là giải quyết cái vấn đề các anh chị, không có phải coi như là để nó trôi qua và mong là ô nếu như mà mình không nói tới cái đó thì coi như là một vài ngày nữa thì nó sẽ trôi qua, nhưng mà người chuyên nghiệp người ta sẽ không có xử sự như vậy các anh chị, có việc gì thì mình nói cho rõ ràng. Ok. Rồi. Và cái như vậy là để thể hiện ở cái việc đó là họ không có coi như là willing để mà bị trì hoãn trong cái việc gọi là vì mình sợ mất lòng người này người kia, mình coi như im lặng là vàng các anh chị. Ô cái này nói ra thì sẽ coi như là không có ai vui vẻ hết, nhưng mà coi như là giữ cái sự im lặng và không có đụng tới cái vấn đề đó, đó là cái sự trốn tránh các anh chị, và người chuyên nghiệp sẽ không có làm cái việc đó. Mình đối diện với cái điều đó và mình giải quyết để mà mình có thể là đi tới. Rồi tiếp theo các anh chị là mình nói về chuyên nghiệp là có cái sự cạnh tranh. Mình nói ở đây cạnh tranh là cạnh tranh một cách công bằng và cạnh tranh một cách coi như là trong cái gọi là professional với nhau, bởi vì á cạnh tranh mới giúp cho chúng ta có được cái coi như là có được trong một cái môi trường mà cạnh tranh healthy á, thì mới giúp cho mình có cái sự phấn đấu các anh chị và giúp cho mình là cùng nâng với nhau, tại vì chúng ta cùng push nhau, chúng ta cùng cạnh tranh với nhau để mà chúng ta đạt được ở một cái tầng cao hơn. Thành ra là cái sự cạnh tranh ở đây á, nó có không phải là cái ý nghĩa là một cái ý nghĩa cạnh tranh là cái ý nghĩa negative các anh chị, mà cái sự cạnh tranh ở đây á, là cạnh tranh để mà chúng ta có thể là cùng đẩy nhau để mà coi như là thoát ra cái comfort zone của mình và coi như là đưa ra được những cái coi như là những cái tiềm chất ở bên trong mình, gọi là những cái sức mạnh tiềm ẩn hay là những cái khả năng mà khi mà mình nằm ở trong cái comfort zone á, có thể mình sẽ không thấy cái điều đó, nhưng mà khi mà mình có cái sự cạnh tranh với nhau, mình có cái để mà mình phấn đấu, mình vươn lên, mình có cái khích mình đó các anh chị, thì giống như là nó khích ra cái con hổ ở trong người của mình á, thì cái đó là một cái điều rất là tốt để mà phát huy được cái điểm mạnh của nhau,
phát huy được những cái tiềm 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 tố chất ở bên trong á, để mà chúng ta có thể là cùng coi như là phát hiện ra những cái điểm mạnh tiềm ẩn ở bên trong của mình, để mà giúp cho mình có được cái những cái kết quả tốt đẹp hơn là khi mà mình ở trong cái comfort zone của mình. Thành ra người chuyên nghiệp là người rất là competitive. Như các anh chị thấy, những cái người lãnh đạo hoặc là những cái người mà rất là thành công như là Steve Jobs hay là Warren Buffett, tất cả những cái người đó đều là những người rất là competitive, mà họ khi mà họ làm việc họ rất là competitive, rất là aggressive, nhưng mà ở cái góc cạnh rất là lành mạnh các anh chị. Ok, hello anh Hải. Rồi, tiếp theo á là như lúc nãy mình có nói về cái sự friendly á, thì người chuyên nghiệp cũng là những cái người rất là approachable, rất là friendly. Thì cái điều đó nó toát ra ở bên ngoài của họ là như vậy, bởi vì không cần thiết phải có cái arrogant, hay là không cần thiết phải có cái sự coi như là lạnh lạnh nhạt hay là lãnh đạm với người này người kia. Ok. Rồi, cuối cùng á là nó giống như nó tương tương ứng với lại cái visionary hồi nãy lúc mới nói đó, thì ở đây có chốt lại á, những người chuyên nghiệp á là những người mà nhìn được cái big picture các anh chị. Có một số người á là cái họ là những cái người mình kêu là natural leaders á, là họ được trời cho là họ thấy được một cái bức tranh lớn các anh chị, mà chính cái điều đó giúp cho họ là vạch ra được cái chiến lược rất là tốt để cho bản thân của họ cũng như là đội nhóm của họ đó có thể đi theo được và nhìn thấy. Giống như là một cái ví dụ như Quế nói là ví dụ những cái người, ví dụ như những cái nhà đầu tư địa ốc đi, khi mà họ nhìn một cái bãi tha ma như vậy, họ không nhìn thấy cái đó là một cái bãi đất trống phải không các anh chị? Họ nhìn ở đó là 10 năm sau, 20 năm sau là những cái dự án xây dựng nên những cái tòa nhà thật là lớn, xây dựng nên cả một cái thành phố, xây dựng nên những cái khu shopping center, xây dựng nên những cái này cái kia sầm uất. Và đó là họ nhìn thấy ở cái big picture các anh chị. Còn những người mà không có nhìn thấy được cái đó đó, họ chỉ nhìn thấy cái đó là bãi đất trống mà thôi. Thành ra là đó là cái sự khác biệt các anh chị. Và cái tầm nhìn xa này á, nó có được qua rất là nhiều bên cạnh cái gọi là cái natural trời cho mà mình có được á, là nó có được từ cái sự hiểu biết, từ cái kinh nghiệm và từ những cái lăn lộn trên thương trường để mà giúp cho họ có được cái tầm nhìn lớn như vậy. Và chính vì như vậy khi mà đưa ra những cái chiến lược thì có thể một số người ở hiện tại á, người ta không nhìn thấy được và người ta nhìn đó giống như là cái sự điên rồ. Và chính những cái người mà thấy được những cái big picture đó thì mới make the difference các anh chị, tại vì họ 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 nhìn ra được những cái big pictures như vậy và họ lập ra được cái chiến lược, mình kêu là họ nhìn thấy được cái tương lai và kéo cái tương lai lại á, là bằng những cái hành động hiện tại để mà kiến tạo ra cái tương lai đó. Rất là hay các anh chị. Ok, thì cũng giống như trong kinh doanh Nu Skin á, có những cái định hướng mình làm á, để mà đẩy cả một cái con tàu đi, đẩy cả một cái team đi, chứ không phải chỉ đáp ứng cho một số cá nhân nhỏ. Và ở cái điều đó là chỉ có được khi mà mình có được cái tầm nhìn xa như thế nào các anh chị. Rồi, thì là mình tóm lại là thêm 10 cái, coi như là 10 cái đặc trưng của người chuyên nghiệp mà thể hiện ở cái yếu tố của họ bên cạnh cái cá tính như hồi nãy mình nói ha. Thì mình tóm gọn lại một lần nữa. Thứ nhất là chuyên nghiệp thì cần có sự hiểu biết, knowledge các anh chị ha. Thứ hai là có kinh nghiệm, experience. Thứ ba là cái sự thông minh và nhạy bén các anh chị, chữ smart trong ngoặc kép, cái sự thông minh và nhạy bén. Cái thứ tư là có cái tố chất của các nhà lãnh đạo, leaders ở đây ở thể hiện ở cái việc là luôn tiên phong đi đầu các anh chị, luôn là những người đi đầu, những người xung phong đi trước, thì là ở cái tố chất là nhà lãnh đạo, take charge các anh chị. Cái số 5 á, là những người có cái tầm nhìn, nhìn xa trông rộng, có được cái vision, có được cái tầm nhìn sắc bén. Rồi, tiếp theo á, là mình nói về là những người học trò giỏi các anh chị, học trò siêng. Người chuyên nghiệp là người lúc nào cũng coi như là lúc nào cũng học hỏi, lúc nào cũng coi như cập nhật cái kiến thức của mình, cập nhật cái kỹ năng của mình, học học nữa học mãi các anh chị, là cái điều là như vậy. Và mình không có hài lòng hoặc là không có thỏa mãn với cái mà mình đang có hiện tại, lúc nào cũng có cái sự hoàn thiện bản thân, lúc nào cũng có sự coi như là để mà mình hoàn thiện, mình tu bổ để mà mình được tốt hơn mỗi một ngày các anh chị.
Tiếp theo là cái gọi là cái respond and resolve, có nghĩa là người đối đầu với những cái problem, những cái vấn đề, và mình không có bỏ lơ và không có im lặng và cầu mong là ok mình bỏ lơ thì coi như là ngày qua ngày nó sẽ trôi qua, nhưng mà là mình là cái người mà đối đầu với những cái vấn đề, có vấn đề thì mình đối đầu, có vấn đề thì mình giải quyết các anh chị. Cái số 8 á, là cạnh tranh một cách công bằng, compete, và mình cạnh tranh ở đây để mà mình cùng khích, coi như khích với nhau, cùng đẩy ra được những cái tiềm ẩn ở bên trong, những cái tiềm năng, những cái tố chất ở bên trong mà mình không có thể lột ra được á, khi mà mình nằm trong cái comfort zone của mình, khi mà mình tự mãn với lại cái kết quả mình có, khi mà mình chỉ coi như là take it easy, khi mà mình chỉ lịch sự với nhau vì không muốn coi như là coi như là mất lòng nhau. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng là như vậy á, là coi như là dĩ hòa vi quý á, là để tốt cho nhau, nhưng mà như vậy thì là lại là không có giúp được cho cái người đó đó là mở rộng được và coi như bật ra được cái coi như là cái tốt nhất của họ. Ok, hello Nguyên Anh. Rồi, cái số 9 nữa đó là cái sự thân thiện, cái friendly, cái approachable các anh chị. Và cuối cùng là thấy được cái big picture và mình nhìn thấy được những cái điều đó. Ok, rồi thì đó là Quế vừa mới chia sẻ thêm là 10 cái coi như là cái tố chất của người chuyên nghiệp bên cạnh 10 cái cá tính như thế nào mà Quế nói lúc đầu cái kho. Thì đó là một số chia sẻ của Quế. Bây giờ mình còn lại một ít phút. Rất là vui nếu như mà những anh chị trên kho hoặc là trên Facebook Live á, có những cái ý kiến hoặc là những cái điều gì mà mình muốn chia sẻ trên cái đề tài này thì các anh chị tham gia đóng góp ha. Những anh chị ở trên kho đó, các anh chị có thể là bấm số 5, bấm số 5 và dấu hoa thị để mà mở cái đường kho ha, để mà Quế có thể thấy và mở đường like cho các anh chị. Hoặc là những anh chị mà ở trên Facebook Live á, các anh chị cũng có thể bấm vào cái comment để mà có thể tham gia thảo luận trong cái kho ngày hôm nay về đề tài là về chuyên nghiệp các anh chị. Với đề tài này là đề tài Quế thấy Quế cũng rất là tâm đắc, tại vì bất kỳ mình làm cái công việc gì với Quế đó là mình có cái tâm huyết mình bỏ vô mình làm các anh chị thì nó sẽ xứng đáng hơn cái thời gian và cái công sức mình bỏ ra. Chứ mà mình không có được cái sự tập trung và sự chuyên nghiệp á, chuyên nghiệp ở đây không hẳn là mình phải là cứng nhắc hay là phải là như thế này thế kia, mà sự chuyên nghiệp thể hiện ở cái việc gọi là mình treat cái công việc đó thật là tốt và lúc nào mình cũng làm thật là tốt nhất với cái điều đó. Mỗi khi mà mình gặp phải cái mình có được những cái kết quả mà không có như mình mong muốn các anh chị, thường cái natural tendency của mình á, là mình thường hay đổ lỗi, là tại vì đổ lỗi cho những cái ngoại cảnh các anh chị, tại vì như thế này, tại vì như thế kia, rồi đủ thứ lý do hết các anh chị. Nhưng mà cái chính nhất á, thường là Quế thấy á, là ở những người chuyên nghiệp khác, khi mà người ta thấy không có kết quả thì cái đầu tiên hết là người ta sẽ coi lại là ở bản thân của mình, điều gì mình làm mà chưa được đúng, tại sao, và sẽ học hỏi được những người đang làm ra có kết quả các anh chị. Tại sao người đó làm ra có kết quả, tại sao mình làm cũng tương tự như vậy mà chưa được. Và có một cái câu chuyện là Quế học hỏi được đó là khi mà hỏi ra thì mình thấy mình làm cũng giống như vậy, nhưng mà ở đó là có cái điều gì mình làm chưa có được chính xác các anh chị, mình chưa có được tận dụng hết, thành ra là dẫn tới cái kết quả của mình là như vậy. Mình không có đổ lỗi hoặc là mình không có viện cớ này cớ kia, thì nó thể hiện ở cái việc của mình. Ok, rồi để Quế xem coi có anh chị nào ở trên kho hay không ha. Ok, các anh chị trên kho nếu được các anh chị bấm số 5 và dấu hoa thị ha. Còn ở trên Facebook Live để Quế xem có, hình như cũng có vài cái comment. Coi. Hello. Ok, mình nói về teamwork. Ừ.
Rồi, Quế đang xem lại cũng không thấy có. Ok, rồi. Đó là một số chia sẻ của Quế về cái đề tài này. Thì mình còn lại ít phút á, thì về trong cái những cái thông tin á, thì như các anh chị biết là mỗi một ngày chúng ta trên cái hội thoại Nuvviệt việc này rất là tốt cho chúng ta các anh chị. Mỗi một ngày là chúng ta có ba cái call khác nhau. Một cái call vào buổi sáng 30 phút là hỏi và đáp, rồi một cái call vào buổi chiều cũng hỏi và đáp, và cái call vào giờ này là call về đề tài 1 tiếng đồng hồ. Thành ra tạo ra rất là nhiều điều kiện để mà các anh chị có thể vào nghe call, hoặc là mời những cái người trong đội nhóm của mình, hoặc là những cái người đối tác để mà vào nghe nhiều cái đề tài khác nhau, rất là hay các anh chị. Ngày mai đó thì chúng ta có ngày mai là đề tài ngày thứ ba, thì như các anh chị biết á, là ngày mà nói về nhiều về sản phẩm. Chúng ta có hỏi và đáp vào buổi chiều á, là hỏi và đáp bằng tiếng Anh các anh chị. Cái chương trình hỏi và đáp buổi chiều là 6 giờ chiều giờ miền Tây Hoa Kỳ, 7 giờ tối ở miền Tây là Cali, 7 giờ tối ở Utah, 8 giờ tối ở Texas và 9 giờ tối ở New York, Florida. Đó thì mình có chương trình 30 phút hỏi và đáp về sản phẩm Nu Skin. Tất cả những sản phẩm bằng tiếng Anh. Thành ra là các anh chị, đây là một cái dịp rất là tốt để các anh chị có thể vào nghe, đặc biệt là mời những cái người nói tiếng Anh, người Việt mà nói tiếng Anh, cũng như là những người Mỹ để mà có thể vào tham dự cái call và đặt câu hỏi. Và sau đó thì chúng ta có cái chương trình 1 tiếng đồng hồ nói về đời sống và sức khỏe các anh chị, rất là hay. Thành ra các anh chị vào đón nghe. Buổi sáng thì như các anh chị biết là hàng tuần mình có ngày thứ ba buổi sáng là cái call của account manager người Việt. Thành ra là vào các anh chị nên vào nghe cái call đó để mà cập nhật tin tức các anh chị ha. Mình có rất là nhiều cái thông tin hay để mà mình đón nhận, đặc biệt là ở cái đợt pre-launch của sản phẩm AgeLOC Me hiện tại các anh chị. Thành ra các anh chị vào trên cái trang Nu Skin North America Vietnamese, các anh chị, thì các anh chị sẽ có vào được cái kho ngày mai, sáng mai các anh chị ha. Rồi ở phần của Quế thì hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình hỏi và đáp 30 phút vào tối ngày thứ tư ha các anh chị. Thì hẹn gặp lại các anh chị trên cái chương trình đó với đề tài là xây dựng và phát triển hệ thống. Có những cái các anh chị có những cái câu hỏi nào về cái đề tài đó thì mình tham dự cái kho đó. Ok, một lần nữa rất là vui gặp lại các anh chị trên kho ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị đã vào nghe kho. Chúc tất cả các anh chị một lần nữa là một tuần lễ Giáng sinh, một tuần lễ tạ ơn thật là tốt đẹp ở Mỹ, bên cạnh gia đình, hội ngộ lại cùng với gia đình. Và các anh chị tận dụng cái mùa này cũng là mùa holiday shopping, mình có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi rất là hay các anh chị. Thành ra là chúc tất cả các anh chị một tuần lễ thật là tốt đẹp và an lành. Ok, hẹn gặp lại các anh chị vào lần sau. Ok, xin chào.